Tôn Ngũ Hữu Com xin cho các bạn đọc gió của Exciter 135 nha quý vị. Ngài có nghe Phạm Đồng mời thợ săn tiền thưởng để truy bắt hung thủ không? Chuyện này tại sao Triển Hồn vậy lại hỏi như vậy? Có một người tự xưng là thợ săn tiền thưởng do Phạm Đồng mời đến.